ơi bệnh bông tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình rong chơi. Cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa suối một thuở lạnh đanh. Ta sẽ thăm từng đường sẽ đi thăm từng người sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dầm vui. Trường quen vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài vốn cuộc tình thật đây mơ toàn truyền trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người.
xinh với nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một mình, tâm hồn không phiền không sầu vì ai. Màu mắt thơ ngây tóc xõa buồn dài, lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Xuân xin ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời. Thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên. Vui sẽ xưa mãi trường thân mến, và bao niềm tâm tư vô quên. Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba. Người
đắm mình like.
con đường làng. Ngày ngày hai buổi đến trường, thuở con bắn bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nơi giống lạc hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở con hai đứa tắm mưa. Giờ này nên nghĩa câu châu thương ai, thương ai xa xứ nhớ nhà. Bao năm tha phương đất là quê sầu thương. Người giàu cười áo lao son phân, trả lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. Hai đứa con vô rồi hả? Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. Con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm,
hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không. Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa. Dạ. Nhớ nghe không con. Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi đời, con mong được nghe tiếng mẹ ấu ơ.
rồi luôn biết cất lời, con mong được cất tiếng gọi mẹ cha. Phần đời mồ côi con đâu mất gì con, vì cầu mong sao luôn có cha mẹ ở bên. Rồi bước vào đời mang thân phận đứa trẻ mồ côi, chẳng biết cha mẹ, ông bà hay là người thân. Phần đời mồ côi sớm hôm thui thủi mình tôi, bạn bè xung quanh không có ai cùng sẻ chia. Mẹ chị bán é quá à. Em bán được không? Dạ em cũng không bán được. Vậy là chiều nay về mình phải bị ăn đòn hả chị? Nhưng mà em cũng không muốn bị ngủ đâu. Thôi ráng đi em, chắc mẹ cũng thông cảm cho mình á. Đi bán tiếp thôi em. Dạ. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn cho tôi một ít tiền đi. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Ai da, trời đất ơi, nãy giờ mệt muốn chết luôn. Nè, hai đứa béo. Dạ. Sáng giờ có bán được gì không? Dạ, hả? Con không bán được. Cái gì? Hồi sáng giờ, giờ tới chiều luôn, từ chiều tối luôn mà không bán được luôn hả? Dạ. Còn mày, sao? Có bán được không? Dạ, sáng giờ con bán không được. Mày cũng bán không được luôn hả? Trời đất ơi. À, mày đâu đi chơi con. Hồi sáng giờ tao nói mày sao? Hả? Tại sao mày không bán được? Đau quá mẹ ơi, đau quá. Mày ra cái gì mà không bán được? Mày nói tao nghe coi, sáng giờ mày làm cái gì? Con ca bài phận mồ côi. Mày ca phận mồ côi, mày ca phận mồ côi không xong thì mày phải ca cái giọng cổ cho đời người ta nghe, người ta mới mua được chứ. Ca đi mày. Mẹ cha ơi, sao nỡ bỏ con với dòng đời luôn. Mặc dù ta mưa xa tới ta tâm thân gầy, lẽ bóng thân cô trên cõi đời này, mẹ cha là ai làm sao con hình dung được, bởi vừa cất tiếng chào đời con là trẻ mồ côi.
Trời ơi, bé hát hay dữ vậy. Con bán vé số đó hả? Trời ơi, bán vé số bé hát hay quá trời vậy. À, để chú mua ủng hộ cho con nha. Dạ. À, đây hồi chú mua hết luôn nè. Ủa mà con. Đó. Cảm ơn chú. Ủa, rồi con ở đây, ba mẹ con đâu? Trời đất ơi, sao vậy con? Hả, ba mẹ con bỏ đây một mình. Trời, sao tay chân con chạy hết trơn trội vậy? Ai đánh con vậy? Bây giờ ai đánh con, nói cho cô chú biết đi, ai đánh con? Con nói đi. Thôi giờ gì nè, con ăn cái gì chưa? Chưa hả? Thôi vậy thôi, đi về đi. Cô nấu cái gì cho con ăn nha. Đi cô chú ơi, cô chú ơi, cho con tiền với cô chú ơi. Chị nè, chị em cho chị hết tiền. Dạ. Đi nha con. Đứng lại cô chú ơi. Sao vậy chị? Cô chú nghĩ sao vậy? Cô chú nghĩ sao cô chú dắt con tôi đi vậy hả? Vậy là sao vậy? Chị là lừa đảo lừa gạt con. Lừa đảo lừa gạt cái gì? Chứ lừa đảo lừa gạt hồi nào? Chị chăn dắt em bé đúng không? Chị bắt mấy nhỏ rồi chị hành hạ tụi nó đúng không? Trời đất ơi, nó là con tôi mà, tôi có quyền hành hạ, tôi có quyền đánh đập nó chứ. Trời ơi, chị nói gì kỳ vậy? Mắc cười quá, mấy người là ai? Mấy người định dắt con tôi đi hả? Mấy người định bắt cóc tôi con tôi hả? Bắt cái gì? Mấy người muốn tôi thừa không? Thừa cái gì? Mọi người ơi, có người bắt cóc con đất nè. Nè, chị có cái coi chừng tôi đó. Coi chừng cái gì? Đi. Đi. Sao vậy? Mày hả nha mày? Nha. Cái mặt của mày á, mày định đi theo người ta hả? Nhưng mày dám theo người ta hả? Hả? Mày ngon mày theo người ta đi. Nhưng nè, còn một đống vé số này nha. Mày mà bán không hết tao, tao khỏi cho mày ăn cơm luôn nha mày. Nha mày. Ừ, đâu có mày ơi. Nè. Đi bán cho tao đi. Mẹ cha ơi, sao bỏ con giữa chốn chờ đợi? Phần mồ côi con bơ vơ giữa dòng đời nổi trôi. Giờ buồn vui đâu biết chia sẻ cùng ai. Trời cao ơi, giờ mẹ hay lắm ha. Con đừng có sợ. Chị ngon rồi, ngồi đó ăn chị ngon rồi. Cái gì vậy? Con. Bây giờ con nói cho cô biết đi. Chuyện gì vậy? Có phải bà ta là người đã đánh tụi con đúng không? Con đừng có sợ. Ai đánh con vậy? Ai đánh con? Chị chú. Con chỉ đi. Mày hả mày? Tại sao mày đánh nó? Không phải con mà mẹ. Nó chỉ mày nghe. Tại sao mày đánh nó? Là chị đó. Ha ha. Chị hay lắm. Chị chăn dắt không những một đứa, hai đứa mà tới ba bé lận đúng không? Ai nói ba bé? Chứ bao nhiêu? Mấy bé ngồi dưới kia nữa kìa. Trời ơi, bà chăn dắt rất là nhiều bé nè ha. Bây giờ nè, tan chứng vật chứng có đầy đủ nè. Mời ba về phường làm việc. Gì kì vậy? Ôi vậy tôi mất cái quyền làm mẹ rồi hả? Lên phường, nhanh lên đi. Quyền làm mẹ. Gì vậy? Tôi những thằng bạn thân từ quá âu thơ đến ngày khôn lớn, chia nhau đói khổ ngày xưa, nghĩa tình nào với những ngày tháng đậm sâu. Tụi nó ra đi những nẻo đường xa, tụi nó về quê ước mong sao gặp nhau. Gặp nhau anh em xiêm tay mừng vui, xôn xao những câu chuyện xưa năm tháng
còn gian nan chẳng màng hèn gian thế nhân. Máu đổi thay. Em ơi chờ anh cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao năm rồi không về miền Trung thăm người em. Chợ giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương cho nhân đôi lời. Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hồ ngoài vắng lâu chiều nao. Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu. Em ơi chờ anh về. Đừng cho lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông xeo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu, nắng mới lên. Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông xeo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người thương.
cho là mạnh nhất trong những năm gần đây, hôm nay đã đổ bộ vào đất liền và gây thiệt hại nặng nề tới các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình đến Nghệ An. Theo thông tin ban đầu thì đã có rất nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, nhiều công trình công cộng đã không trụ được nơi tâm bão đi qua. Lời ru xưa vẫn còn mà con có
vừa giận mà thương, thương quê nhà có mẹ. Trăng khuya mãi bơ vơ với đêm dài. Xa quê vừa nói mới, uống chưa với suối nguồn. Lời quê chưa đứng ruộng, mận răng biết cắt sao mà
thịt heo qua cho miếng ăn. Dân ca hết thời nên nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Dân ca hết thời nên nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Thêm thấy không quen nơi đây, chắc về quê mừng lúa quá à. Thêm nhớ dân ca quê hương, lời ru ấm lòng. Thêm nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo. Tuy tôi hơi lúa vậy mà lòng vui. Thêm nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo. Tuy tôi hơi lúa vậy mà lòng vui à nha. San si san si cong cong liu cong se 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 cong san. Trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi xa quê mấy hôm. San si san si cong phố xa đông vui dạo quanh phố phường. Wow, nhộn nhịp tươi vui. Trời đất ơi, cảm ơn các bạn nhỏ. Ôi, thím Hai Lúa. Thím Hai Lúa hôm nay đi đâu mà tọa lạc ở trên sân khấu của chúng tôi này? Trời ơi, áo màu hường. Thím Hai Lúa mặc đồ xịt in ghê. Đó, đây, không biết cái giỏ này nhiều những gì mà nặng ghê. Mà nhìn thấy quen quen ta, quen vòng coi, quen vòng. Con Bảo Ngọc nè chú Khang. Trời ơi, Bảo Ngọc đó hả? Dạ. Trời, bình thường công chúa lộng lẫy đó, sao hôm nay bà ba dữ vậy? Dạ. À, dạ. Chúng ta muốn lắng nghe Thím Hai Lúa phiên bản thật chia sẻ về Thím Hai Lúa phiên bản nhí. Nhìn là thấy dễ thương rồi, còn nói gì nữa. Nhưng mà có điều là Thím Hai Lúa phiên bản lớn này, phiên bản gốc này chưa có bao giờ mà được mặc cái áo màu hường vậy đâu. Trời, mà đã vậy ha, cứ thắc mắc tại sao ta, Thím Hai này tại sao lại không mang guốc cho nó đúng ta. Nhưng mà bây giờ mới phát hiện là nếu mà mang guốc nữa, nhảy cái tưng tưng nó chắc nó rớt rồi guốc té thấy mồ luôn. Cho nên mang dép. Nhiều khi chiếc đi chiếc ở lại. Bây giờ thì thôi xin phép sáu vị huấn luyện viên cho bạn dẫn của em với em bắt đầu cái phần chương trình ngày hôm nay. Nguyên Khang. Dạ Bảo Ngọc. Xin chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh sông ca nhí. Và bây giờ Thím Hai Lúa xin chào sáu cặp huấn luyện viên đáng yêu của chương trình. Và bây giờ Thím Hai Lúa xin chào sáu huấn luyện viên của chương trình Tuyệt đỉnh sông ca nhí nha. Đầu tiên là nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang. Xin chào đón nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly. Và cuối cùng nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta có tổng cộng là 4 cặp thí sinh của mỗi một đội. Và các bạn thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện lần lượt từng tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Sau phần biểu diễn của các thí sinh thì các vị huấn luyện viên của chúng ta sẽ suy nghĩ để đưa ra sự chọn lựa. 3 cặp thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo. Cây lúa non xanh bóng cũng nhờ chăm bón. Dầu dài nắng mưa cha mẹ tao tầng một đời. Thực sự ra Thiện có một giọng hát rất là ấm và tình cảm. Bé Tuyền thì chất giọng cũng rất hợp với những bài hát quê hương như thế này. Con Minh Thiện, đôi mắt một mình là mốt. Mốt thằng mốt là đẹp. Nhưng mà thế này, con đừng có liếc lên liếc xuống, đừng có nhìn xuống như vậy hoài. Nhìn xuống nhiều quá. Ở đây chú và mọi người xem thì sẽ có cảm giác rằng như con đang không tự tin. Con hiện giờ đây đang là gì nè? Cứ nhìn xuống. Cứ nhìn xuống rồi nhìn lên, lấm lét nhìn lên nhìn xuống như là đó. Mình hát hay mà con. Mình hát hay mình phải hãnh diện. Thì hy vọng rằng khi lên sân khấu đó, có khán giả cổ vũ nè, có đèn đuốc, có tất cả các thứ hội tụ, các bé sẽ làm tốt hơn những gì mà thầy cô mong đợi. Tại sao con khóc? Ủa, ai đây? Ta xin tự giới thiệu, ta chính là cô Bụt đây. Ủa, vậy hả? Vậy cô Bụt ngồi chung với tụi con nè. Hai con có tâm sự gì hãy kể cho ta, nếu được thì ta giúp cho. Hai tụi con đang đóng một cái vai rất là buồn vì phải là mất cha rồi mất mẹ phải mồ côi. Con rất là buồn, hô hô hô. Thôi ta hiểu rồi, ta đi đây. Ủa gì kỳ vậy? Kính thưa quý vị, câu chuyện kể rằng ngày người mẹ qua đời, người cha đã dồn hết tâm trí của mình để nuôi đứa con khôn lớn. Ngày tiễn con qua phà, nước mắt tuôn rơi, người cha đau xót lặng thầm nhìn người con dần xa khỏi tầm mắt của mình.
Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác đầy cảm động của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc Cha Già. Và hãy cùng đến với sự kết hợp giữa Minh Thiện và Bích Tuyền. Bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn, giờ cháu quậy đây. Bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn, giờ cháu quậy đây. Chị hai ơi, sao cha ho hoài vậy? Ừ, hổm ra cha ho nhiều lắm, sức khỏe cha dạo này yếu quá. Bánh bò, bánh tiêu. Bao nhọc nhằn, nghe tiếng
có sao, cha không sao. Cha thiệt là cha không sao không cha? Cha thiệt mà, cha không sao. Thiệt không cha? Cha nói thiệt. Cha! Cha sao con rồi? Cha về với mẹ thân sao? Thưa quý vị, ca khúc Cha Già. Và xin được cảm ơn diễn viên Nam Trung đã thể hiện vai người cha vô cùng xúc động. Mặc dù là đạt cuộc thi hát nhưng mà lại diễn xuất cũng rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên được huấn luyện viên ghép đôi với nhau thành một cặp song ca mới. Nhưng mà có vẻ là sự kết đôi này vô cùng ăn ý, đã hòa quyện trong ca khúc Cha Già, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Và chúng tôi xin mời các cặp huấn luyện viên chúng ta chia sẻ. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi đã viết một bài hát về người cha. Quá giàu cảm xúc, quá xúc động. Minh Vi là ông chồng bà Cẩm Ly hả? Có cần gì mà giới thiệu nhau? Cái ông này là một cái ông con nhà giàu. Ông lớn lên trong một cái hoàn cảnh gia đình như vậy. Làm sao mà một người nhạc sĩ có đầy đủ tất cả những cái tình cảm, cảm xúc để viết về một người cha? Đó là những người nghệ sĩ rất là sâu đậm, quan tâm tới đời sống, quan tâm với tất cả những gì diễn ra xung quanh mới đưa ra những cái bài hát như thế. Và hai đứa con cho cô một cái cảm giác là khi mà cô được ngồi ở đây trong cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này, không chỉ nghe tụi con hát qua mỗi vòng thi mà được coi tụi con trưởng thành, diễn xuất. Và những cái sự dàn dựng của huấn luyện viên á, làm cho cái bài biểu diễn nó nâng lên một bậc nữa cùng với âm nhạc. Xin mời gia đình Vũ Trang. Cái đoạn đầu á, nếu như mà khi mà cha đi rồi đang rao cái câu rao đó thì tụi con nói sao cha ho dữ vậy. Giá như mà hai con tương tác với nhau chút xíu, hai chị em lo lắng chút xíu cho cha, chứ đừng có đứng ở đó mà chờ tới câu mình hát. Cô đang chờ tụi con cái sự quan tâm tới người cha, hoặc là hai chị em phải có cái gì đó với nhau. Tụi hai đứa đứng rất là lâu để chờ vô cái câu hát của mình, bị tiếc cái khúc đó chút xíu thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hết, chỉ có đúng cái đoạn mà hai con vừa mới thoại xong, xong hai con đứng lại đây, xong đợi để câu hát vô. Mà chỉ rất, có cái đó thôi. Đúng rồi, nếu như mà lúc đó mà phải có thêm một hai câu thoại hoặc là diễn chút xíu nữa là rất là ok, hay lắm luôn. Hiểu là ý của Trang. Bây giờ tới phiên cô hỏi nè. Ba rau, ông cha ông rao, tụi con ngủ giả bộ thôi, tụi con thức dậy thì tụi con sẽ làm gì, nói tiếp cô nghe cái đã. Dạ tụi con sẽ nhìn theo hướng cha đi. Rồi sao nữa, thoại xong rồi sao nữa? Dạ nhìn. Nhờ. Rồi sao nữa, tiếp theo hát ở đâu, đứng ở đâu hả? Dạ đứng ngay chia sân khấu ra làm hai đi. Trời ơi, cô dặn rất là kỹ, cô bảo là nhìn theo cha vẫn rao, con nhìn theo. Rồi hai chị em lúc thoại là phải nói cha ho vậy đó, rồi vẫn ngóng theo. Tại vì cái nhạc đó còn rồi con vẫn ngóng theo. Con có thể đứng đó hát một hai câu bắt đầu con đi qua. Cô chỉ cái đó rất kỹ không? Có không? Có không? Dạ có. Có. Hôm nay thoại xong đi ra đứng đợi làm chi, để cô Trang cô giặt trần ra như vậy. Cô Ly cũng không hài lòng ở chỗ đó nữa. Nhưng mà cô Ly khen là như vậy nè. Thứ nhất là quý vị cũng biết là đây là một cặp rap mới. Và bé chưa bao giờ biết cái vụ diễn hết. Và khi mà diễn cái này, khi mà cho những cái đoạn thoại, cô Ly phải ghi ra từng chữ, bắt về học cho rất là kỹ phần của Thiện, phần của Tuyền. Và ngay cả cái tiết tấu khi nói cũng không được nữa. Cô Trang biết không, cứ chẳng hạn như chị hai ơi sao hôm nay cha như vậy, hổm rài kiểu vậy đó. Cha ơi sao cha vậy, nó dồn dập lên chứ không phải cha ơi sao cha ho dữ vậy, không có được. Hiểu không? Và tới những ngày tập vẫn là như vậy. Cô Ly ơi, mình phải nói từ từ vậy mình mới vô ca được cô Ly à. Kể cả những diễn viên chuyên nghiệp, đúng, nhiều đúng. Người lên phim cũng bị y chang như vậy, bị cái thoại mà đúng như đọc theo cái thoại chứ không phải là theo cái tinh thần đó. Mà quý vị nhớ ở những tuần thi trước á, thì bé Minh Thiện khi mà ra diễn, mặc dù con có giọng hát rất là hay nhưng mà con không tự tin, trên gương mặt của mình nó thể hiện rất rõ điều đó. Tuyền cũng như vậy. Tuyền nhớ không, tuần trước con ra con hát cái bài mà Chiều Lên Bản Thượng đó,
nó chú Nghĩa chọc con, trời ơi sao cái cô Sơn Nữ cầm cái chày giả mà giả không có đúng nhịp nữa. Thì tuần này với cái phần biểu cảm của con, chú hoàn toàn rất là hài lòng. Còn dĩ nhiên trong cái bài của mình á, các con có thể là ra sân khấu các con khớp, cho nên các con quên đi cái đường dây mà cô chú đã hướng dẫn. Cái điều đó chú hiểu, bởi vì những diễn viên chuyên nghiệp như chú Nghĩa hay cô Trang nhiều khi lên sân khấu bị quên là cái chuyện cũng hết sức bình thường. Nhưng mà cô chú ở đây á thì đủ bản lĩnh để xử lý những cái tình huống mà mình gặp phải, những cái sơ sót. Còn hai con còn quá nhỏ, còn quá mới, cho nên các con chưa biết làm thế nào để lấp đầy những cái khoảng trống mà mình vô tình đã tạo ra. Cho nên đó là cái điều mà cô Trang, chú Vũ và cô Cẩm Ly đang muốn nhắc nhở các con, để lần sau có lên sân khấu thì mình cần phải tập trung hơn nữa, mình phải chú ý những cái điều mà cô chú đã hướng dẫn để cho cái bài diễn của mình trọn vẹn hơn. Phần trình diễn của Thiện và Tuyền, hai em diễn rất là hay. Cái màu kế tiếp mà Trang với anh Bạch muốn gửi tới trong chương trình lần này dành cho đội của mình đó là một cái hơi hướng dân gian đương đại, rất là phù hợp với chất giọng của Hoàng Yến và Lam Khuê, bởi vì hai bạn này có giọng rất là mạnh, rất là khỏe, rất là sáng. Và Trang mong là hai cháu sẽ cố gắng làm sao luyện tập sức khỏe cũng như là hiểu được cái ca khúc để mà đẩy ca khúc để đem lại một cái màu rất là sung, rất là bốc cho đội của mình qua ca khúc Về Ăn Cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Hát mạnh lên cho con nghe thử. Ăn cơm. Đúng yes. Rồi. Mấy đứa về 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 3 ăn cơm. Mấy đứa về. 2 3 ăn cơm. Băng băng. Dạ. Khơi ba cây bắt mẹ già mẹ bắt đầu. Cơm đã xong rồi mấy đứa về. Ăn cơm. Tôi đâu chị. Cơm nấu xong rồi mà ăn không xong. Ngon quá à. Ôi Ngọc ơi. Chị ăn gì ngon quá vậy? Chị em ăn với. Ủa? Chị chết không mà. Yeah, Ngọc đã bị lừa rồi. Chỉ là từ chị sắp diễn bài Về Ăn Cơm mà thôi. Đối với cái chuyến thăm này mà không có đồ ăn thì hai chị có diễn được không? Được chứ. Như vậy nè, mình ăn ngon nhớ, giống như là trong chén này có đồ ăn như hồi nãy hai chị lừa Bảo Ngọc đó. Yeah, dạ em đã bị lừa lần hai nữa rồi. Bà ơi, bà có nhớ 60 năm về trước không? Nhớ, tôi nhớ cho sao không nhớ. Hồi đó tôi là một cô bé gầy, còn bà là một cô bé mím mím. Còn bây giờ từ trên xuống dưới tôi thấy bà cũng vậy. Đâu có, tôi nhớ hồi nhỏ là hai đứa mình đẹp lắm. Giờ đỡ rồi. Hồi đó hai tụi mình thi cái cuộc thi gì mà xong gì đó bà. Xong gì á? Xong kiếm hợp bếp. Em mà khoan, thấy nó lạ lạ lắm nè bà. Hình như mình chưa thi qua cái cuộc thi này sao nghe lạ quắc luôn á. Thôi tôi mệt quá, bỏ qua đi. Thôi giờ mây, giờ mình hát lại cái bài Về Ăn Cơm đi bà. Thôi bây giờ già cả rồi, hát sao được nữa. Bây giờ nè, mình trẻ lại đi. Trong phim điện ảnh á, trẻ là như vậy nè. Mấy chú ban nhạc ơi, cho con xin music. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều. Huy sao nô đùa bên đám bạn, nơi ly tre chơi trốn tìm. Khói bếp cay mắt mẹ già, bên bếp lò. Cơm nấu xong rồi mấy đứa về. Quê tôi bao la bao la bát ngát, dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn. Mênh mông mênh mông lúa mây, cỏ bay lạ lời câu hát ấy à. Chiều chiều nhớ về chuyến xa,
một thời con nít còn chăng chờ. Mặc dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, khi sao nô đùa bên đám bạn, nơi đi che chở trốn tìm. Khói bếp cay bắt mẹ già, bếp bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. Hey! Hey, hey! 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 Sáng thức dậy trong lòng thấy đau đau, thấy cơm cao mà trời gió xuống sao. Hey, 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 hey! Wow! Quê tôi bao la bao la bát ngát, dòng sông uốn cong suốt quê tôi. Đã thể hiện rất là sôi nổi, biến cái sân khấu này như là nhà của mình để biểu diễn rất là tự nhiên. Và đã lồng ghép một yếu tố rất là điện ảnh vào trong sân khấu của chúng ta. Quay đúng một vòng là trẻ lại luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên chúng tôi xin mời huấn luyện viên Đại Nghĩa và huấn luyện viên Cẩm Ly sẽ chia sẻ. Khi hai con làm hai bà già hả, nó rất là đáng yêu. Em Khuê ơi, con ăn hết cơm của bạn phải không? Con dễ thương lắm, con tròn trịa, con duyên dáng, con dễ thương trên sân khấu. Chạy nô đùa rồi bốc đám rơm dục này kia. Nhưng mà hình như có một chút xíu lúc mà lên tông á. Tại máu quá mà. Nó máu quá, nó trôi xa xa chút xíu. Nhưng mà cuối cùng cái chữ về nhà ăn cơm lại vô đúng nha. Công nhận hay thiệt, chữ ăn cơm vô đúng nốt. Hai con lúc mà hát á thì rất là tự nhiên, rất là máu lửa. Chú thích cái sự thoải mái của tụi con, không có bị áp lực bởi cuộc thi. Nhưng mà Lam Khuê thì con phải cẩn thận hơn mấy cái nốt con hát thấp á. Giống như là cái chữ lượng vòng á, lúc nào con cũng hát chưa có tới tổng thể của nguyên một cái bài. Thì hai đứa trình diễn rất tốt, làm cho chú và mọi người ở đây rất là phấn khích. Và khán giả cũng đứng lên nhảy với tụi con. Thì cái đó là đã nói là tụi con thành công rồi. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn chú. Còn cô Trang nghe bài này cô Trang thấy làm sao? Cho cô Trang sâu chi tiết thôi nha. Cái rơm á, mình bóc ở đâu cũng được. Sao hai đứa cứ lại đúng một chỗ đó bóc vậy? Cô Trang, kệ người ta. Trời ơi, cái này đâu ai người ta bóc. Tôi còn cứu bả được luôn rồi đó nha. Không, tại vì á, nếu như mà bạn tới đó đã bóc nắm rơm quăng rồi thì con có thể bóc bên này quăng nắm rơm để cho hai đứa tung tẩy với nhau. Tự nhiên cái một đứa lại đây bóc quăng lên, cái đứa kia phải chạy lại đây bóc quăng không lên. Chú nghĩ lý giải. Bởi vì cái trống rơm này nó bự nhất, bóc cho nó nhỏ đi. Đó. Cô Trang lên diễn đi. Không phải, hồi nãy là hai bạn trẻ sống lâu năm bước lên đây chúng ta sẽ thể hiện lại. Và bây giờ quý vị hãy cùng xem hoạt cảnh của ba bạn trẻ sống lâu năm sẽ tái hiện lại ca khúc Về Ăn Cơm. Bắt đầu. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, vì sao nụ đưa bên đám bạn, nơi đi che chở cho tìm. Khói bếp cay bắt mẹ già, bếp bếp lò. Every day I'm shuffling. Lợi dụng thời cơ để mà ném MC vậy đó.
Nếu như đây là ca khúc về ăn cơm thì thưa quý vị, đây là phá nát bữa cơm của gia đình. Ca khúc về ăn rơm. Tùy vào độ tuổi thì trẻ con từng giai đoạn có những sự tăng động khác nhau. Thưa quý vị, nếu mà giai đoạn từ 8 đến 9 tuổi thì các bé ném rất nhẹ nhẹ, ném theo chiều hướng nghệ thuật điện ảnh. Và còn đối với giai đoạn 30 mấy tuổi trở lên thì thưa quý vị đã thấy rồi đó. Dạ. Và bây giờ thì xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Dạ. Đây là một tiết mục mà cô với chú Thanh Bạch nhức đầu nhất, lúc tập rất là vất vả. Cái câu bè đó, trời ơi, tập tới tập lui, tập xuôi tập ngược, đó là một cái bè khó. Nhưng cô vẫn khăng khăng muốn tụi con phải làm cho bằng được, mà thậm chí muốn hai bạn cùng làm. Và ngày hôm nay tụi con làm như thế này, cô thấy tụi con nỗ lực quá lớn. Rồi làm cái đoạn bà già, cô nói bây giờ chú Bạch dạy cho con hết lòng, mà làm nó không có duyên một cái, không ai cười. Tự nhiên bà ơi, hồi xưa tôi bà đẹp quá, giờ đỡ rồi, cái không ai cười nó kì. Cô thấy người ta cười cái cô vui ghê luôn vậy đó. Tôi bung cái miếng ra có người chụp mặt, cái bung ra không ai chụp. Cô ở đây không biết làm. Tại vì đó là nhờ hai con duyên dáng. Nếu như cô Đoan Trang mà làm thì chú Nghĩa cũng sẽ cười mà cười nè. Sao đâu con, tại vì cô là Nghĩa ơi là Nghĩa. Yeah. Không có sao hết á. Cô là một hoa hậu thân thiện của cả nhà chúng ta. Cười đi. Cảm ơn những lời nhận xét rất là tâm huyết của huấn luyện viên Đoan Trang. Dạ. Yeah. Woo!
hai cô tiên. Xin được cảm ơn phần hỗ trợ của vũ đoàn ABC Kids. Đây, cặp tiên đồng ngọc nữ của chúng ta đã mở màn vô cùng sôi động, đó chính là anh Khôi và Cẩm Tú. Dễ thương quá. Bước ra một cái là ca khúc hai cô tiên của hai bạn đã khuấy động. Chỉ có điều là Nguyên Khang đang nghĩ thôi, có đề nghị nhỏ là không biết được không. Tức là hai bé có cái động tác rất là đáng yêu mà bây giờ không biết là xuống có các vị huấn luyện viên có thể nhảy chung giữa các bé cái điệu nhảy đi được không. Đâu, quay qua. Hai, ba. Lần đầu tiên với chị Tư nhảy nha. Yên. Ai ai hờ ai hai. Ô ô cơ ô cô. Hai cô điên là hai cô điên. Trời ơi, tôi ước gì mà cho tôi quay trở lại dòng giành giật. Chi vậy rồi giật của ta? Để cho tôi ráng tôi giành giật nữa. Hai cái con người này, nhịp thì chắc ơi là chắc, mà dễ thương nè, hát hay, nhảy giỏi. Rồi cái giò y như là người mẫu, đúng không các cô, các chú? À, y như là người mẫu vậy đó. Hai đứa con làm giữ cái năng lượng từ đầu cho tới cuối. Cô với chú Thanh Bạch ngồi coi, coi chừng khúc cuối không biết có mệt không. Tại vì bài dài quá mà tổ hợp cũng rắc rối nữa. Nhưng mà đi tới cuối bài rất là tốt. Một tràng pháo tay nữa cho Tú và Khôi. Cảm ơn. Rồi mời hai bạn quay trở lại sân khấu. Bây giờ Nguyên Khang xin phép được mời một nghệ sĩ mà có cảm giác như là mùa hè nó chói chang, nó ập thẳng vào trong cái trường quay của chúng ta. Xin được mời nghệ sĩ Đàn Nhĩ. Phải nói là tám cái bà tiên màu đỏ xung quanh qua xung quanh á, tạo thêm một cái không khí rất là sôi động, rất là máu lửa cho tiết mục này ha. Mà hai con không bị chìm lấp giữa tám cái cô tiên áo đỏ đó, rất là hấp dẫn luôn. Chúc mừng hai con. Tụi con có một cái lợi thế là tụi con đã biết vũ đạo rồi. Và tụi con hay một cái là chú Vũ xây dựng cho tụi con hát đồng âm. Và đồng âm tụi con nghe lúc đầu á, là nó đều, nó không có so le một tí xíu nào hết. Cái đó là rất hay khi mình hát song ca với nhau, là con hát cái đó rất tốt. Và đã vậy vừa nhảy rồi vừa hát. Rồi bắt đầu một bạn hát, vẫn còn nhớ cái chỗ mình, khi tôi vào câu này là bạn này sẽ ngưng. Rồi bạn là tiếp theo cái câu đó tụi con giữ. Tức là tụi con rất là tự tin trên sân khấu. Tôi thích cái mặt cái anh Khôi nghe, anh chất lắm, khi anh nhảy rất là chất. Tuy rằng Tú con nhảy giỏi hơn nhiều, nhưng cô xin nhắc một cái điều nhỏ này là trang phục, đạo cụ, phụ kiện, tất cả mọi thứ cố gắng làm sao mà nó chỉnh chu. Tại vì hồi nãy con ra con, cái này nó sẽ làm cho con phân tâm. Tại vì con bản lĩnh lắm rồi đó, tức là nó cứ tuột cái vai áo con, thế con phải kéo vướng lên, phải kéo vướng lên. Tuy rằng nó nhỏ như thế nhưng nó ảnh hưởng, nếu mà một bạn nào không có bản lĩnh, nó sẽ bị mất tập trung và con sẽ bị lệch và bị chệch ra ngoài liền. Cái đó rất là quan trọng, cho nên các con phải cố gắng chỉnh chu tất cả mọi thứ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, và bây giờ xin mời cặp đôi đang sở hữu hai chiến binh rất là mạnh này. Hôm nay cô rất là vui vì cái phần biểu diễn của con đó, nó khác hoàn toàn so với ngày hôm qua. Con còn tự tin hơn ngày hôm qua gấp 100 lần nữa. Cô cũng cảm thấy rất là vui và là hãnh diện vì Khôi. Còn Tú thì khỏi nói rồi, con vẫn giữ cái phong độ của con. Và nếu như cô nghĩ con giữ cái phong độ này đi suốt cái chặng đường sau nữa thì sẽ rất là tốt. Chúc mừng hai con. Cô cảm ơn cô. Dạ, và huấn luyện viên sôi động nhất, nhảy nhiều nhất đó chính là huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Xin mời đây. Tăng đạo, tăng đạo. Hai đứa làm chú rất là tự hào. Chú cảm thấy rất hãnh diện. Tại vì những cái gì mà chú nói ra con nhớ hết. Và con làm còn hoàn hảo hơn chú mong đợi nữa. Chú cảm ơn hai con. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với hai chiến binh của đội huấn luyện viên Đại Nghĩa và huấn luyện viên Cẩm Ly. Cả hai thí sinh này thì nếu quý vị theo dõi những vòng trước thì đây là những cô bé rất là đáng yêu, dễ thương. Xin được chào đón phần biểu diễn của Quỳnh Thi và Phương Vi. Đây là hai cái cô bé mà ở cái vòng thi trước á, mọi người rất là thích, là bởi vì cái sự tươi tắn dễ thương khi lên sân khấu. Và hai con cứ cười bất chấp. Nhưng mà ở vòng thi này thì lại đưa ra một thử thách khác. Bắt hai con hát hai cái bài hát mà không có được cười. Bài Lòng Mẹ rồi bài Huyền Thoại Mẹ, mà đòi hỏi cái chiều sâu của cảm xúc nhiều hơn. Khi đưa cho hai bé bài này cũng cam go. Bé Thi thì nhỏ quá và hát nó không có được mạnh bằng bé Vi. Nhưng mà bài hát này thì khi đưa vào thì
cái phần bài lòng mẹ thì Vi lại làm rất là tốt. Vi thì con bớt có gò từng cái chữ, điệu từng cái chữ đi, tại vì hát tình cảm không cần phải điệu từng cái chữ. Năm tháng không có tháng, đâu có phải là, không phải là, đâu phải là an an thở an tháng sắc tháng đâu. Đọc hát lại câu đó. Tiếng ru em tiếng, đừng có tiếng, đừng có gần có cuốn uốn chữ, cuốn chữ tiếng. Tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng. Hai con hát tốt, cái cách diễn của hai con trong bài này cũng phù hợp, không có cười là đúng. Hai cái bài này bài buồn mà đang hát về mẹ, mà mẹ rất là khó khăn, rất là vất vả, mẹ hy sinh này kia, cho nên là không có phải tươi tắn như cái bài trước mà mình hát, cho nên bớt cười lại như thế này là đúng. Chỉ về tập lại phát âm cho chú hai chị em luôn nha. Dạ. Ừ. Mẹ ngồi dưới cơn mưa, mẹ lội qua con suối,
dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ bọn ni, tiếng ru êm đêm bể hiền năm tháng chiến quá. Thưa quý vị, Phương Vy và Quỳnh Huy đây à. Đây là cô bé mà cười suốt, thậm chí là xém bị loại cũng vẫn cười. Hôm nay con tuyệt vời lắm, con hát nguyên một bài mà con không cười một chút nào hết, con rất là nhập tâm thể hiện. Chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Phương Vy, con làm chú rất là ngạc nhiên, tại vì chú nhớ là con là đứa bé mà lúc nào cũng cười hết. Con diễn cái thần thái rất tự tin và rất nhẹ nhàng điềm tĩnh, cái đó là cái hay của con. Cho nên hôm nay chú chúc mừng con làm rất tốt phần của mình. Dạ, cảm ơn chú. Mà xin lỗi chú Vũ, là chú Vũ có để ý không, là hình như là hai bé này hát mà ít nhất là ba vị huấn luyện viên là gần như rơi nước mắt. Anh Nghĩa là lấy chậm chậm lấy tay. Trời, anh Nghĩa là vốn là một người rất là mạnh mẽ đó. Anh ít khi nào anh khóc mà thấy anh nếu như không mạnh mẽ phải làm thế nào? Còn chị Tư Cẩm Ly thì thôi thấy là mắt đỏ hoe rồi. Còn Thu Trang thì lúc đó là xém lấy khăn giấy để lau cho Dương Triệu Vũ rồi đó. Biệt và cái lợi thế của hai con mà không phải cái đội nào cũng có, đó là hai con rất đáng yêu và rất dễ thương. Và theo người ta nói, một khi mà mình đã yêu rồi thì cái kiểu gì cũng thấy hay hết. Chúc mừng hai đứa. À, xin mời cặp đôi Bạch Gia Trang chia sẻ. Của tụi con ngày hôm nay khác hẳn với những vòng thi trước đây, áo dài nè, tóc nè, mọi thứ đều rất là dịu dàng, duyên dáng và đầm thắm nữa. Chú Bạch muốn hỏi hai cái bông là ai bày cho tụi con cài lên mà đẹp quá vậy? Dạ, cô Trang Điểm cài bông cho tụi con. Tụi con có biết ý nghĩa của cái bông hồng mà được cài lên trên ngực áo có ý nghĩa gì không? Bông hồng cài lên trên ngực áo tượng trưng cho là những người còn có mẹ. Còn có ba mẹ, chứ không phải là chỉ còn có mẹ. Còn nếu mà những người mà mất ba mẹ thì mình sẽ cài bông gì? Dạ, những người mà không còn ba mẹ nữa thì mình sẽ cài bông màu trắng. Giỏi quá. Hôm nay thì thật là một ca khó cho huấn luyện viên của các con. Bởi vì sao? Các con diễn những vòng trước, cái gì hay, cái gì đẹp thì con đã làm rất là nhí nhảnh hồn nhiên. Thì vòng này huấn luyện viên lại khai thác cái chiều sâu của tình cảm yêu thương gia đình và nhất là của người mẹ. Chú Bạch thấy rất là vui và cảm động nữa khi bạn Quỳnh Thi là đưa tay ra trong câu hát của bạn Phương Vy. Phương Vy thì hát nhưng bạn Quỳnh Thi hôm nay đưa cái tay ra diễn thay cái cảm xúc của người bạn mình. Chú nghĩ đó là một cái sự ăn ý của cặp song ca với nhau, hỗ trợ với nhau hết mình, và điều đó vô cùng quan trọng để các con thành công cho những bài hát tiếp theo. Cảm ơn chú. Rồi gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly. Bài hát này cũng chẳng đòi hỏi tụi con phải cần cái kỹ thuật gì hết. Chỉ cần hát rất là mộc. Cái cô cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là con đã chạm được cảm xúc của các huấn luyện viên ở đây. Và cái điều mà cô nói với Quỳnh Thi, con bị cái gì, cái micro thì sao? Là phải để sát vô. Cho con có một cái tật là con cứ để rất là xa như thế này. Mà khi mà mình hát càng thấp không nghe, con để xa nó là lại sẽ không nghe nữa. Hiểu không? Những cái đó cô chỉ rất là kỹ. Cho nên là con phải cố gắng khắc phục. Bài Cây Vĩ Cầm. Dạ. Có hiểu bài này là gì? Con biết bài này chưa? Dạ, con. Có nghe bài này dạ. Rồi ha? Mà mình phải học để hiểu, để hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái sự am hiểu của mình về cái bài hát. Ok, chia câu ra ha. Cây vĩ cầm. Giọng hát của Kiều Vy và Ánh Tuyết á, thì hai cái chất giọng dĩ nhiên là sẽ có màu sắc khác nhau, nhưng mà cùng chung một cái chất, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng có thể hát được mấy cái dạng mượt mà. Cho nên đó là lý do mà Trang sắp xếp cho Ánh Tuyết và Kiều Vy sẽ bắt cặp chung trong cái đợt này với ca khúc Cây Vĩ Cầm. Cho nên cái bài Cây Vĩ Cầm
nó vừa sức với các bé để thể hiện một tình cảm mà các bé đang sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Nhưng các bé phải tập trung nội tâm và giọng hát để làm sao người thân của mình cảm động thì khán giả sẽ cảm động. Bây giờ mình phải tìm cho mình một phương pháp hát làm sao, một là cây ví cầm hát đơn giản lại. Còn nếu mà Nhắm đã luyến được chữ đó thì hơi cây ví cầm ta đi ba đi ta, nó phải có cái sắc thái đó, là cái cơ hội cho mình kể chuyện, hát gãy gọn cái chỗ đó lại. Hy vọng là các con hiểu được bài hát, tập cho thật là kỹ cùng với phần dàn dựng rất là đẹp, là bật mí không có nói ra trước hết, các con sẽ có một ca khúc rất là giàu cảm xúc. Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo trên sân khấu của chúng tôi là một sự kết hợp giữa hai giọng hát. Đây là hai giọng hát lần đầu tiên kết hợp với nhau, nhưng có một sự ăn ý trong cách thể hiện. Cả hai sẽ thể hiện một ca khúc vô cùng xúc động về một người cha rất yêu thương con gái của mình, nhưng có lẽ số phận rung rủi, sinh trưởng trong một gia đình khó khăn, không biết làm cách nào để con của mình có cơ hội được đến trường học tập. Người cha đã bắt buộc bán đi cây vĩ cầm quý giá nhất ở trong nhà để giúp cho con mình có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Cây Vĩ Cầm, và hãy cùng chào đón trên sân khấu phần thể hiện của Kiều Vi và Anh Tước. Thank you.
nhà ngóng trông tiếng vi cầm ru quý vị, một câu chuyện vô cùng xúc động với phần thể hiện của Kiều Vi và Ánh Tuyết, với phần thể hiện của câu chuyện một người cha đã kiệt quệ và bán đi một nửa linh hồn của mình, đó là cây vĩ cầm, với phần thể hiện của nghệ sĩ Huỳnh Huy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Thanh Tâm là cô bé học viên ưu tú trong lớp học khi mà đã đoạt giải cao của cuộc thi tự tài siêu nhí và ngày hôm nay đã quay trở lại để mà hỗ trợ cho tiết mục này. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho bốn gương mặt nổi bật của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Trong lúc biểu diễn thì Nguyên Khang cũng có kịp liếc nhìn hàng ghế của huấn luyện viên thì thấy huấn luyện viên Thanh Bạch đã lấy khăn mùa xoa của mình ra để chậm nước mắt với phần biểu diễn này. Trước khi những huấn luyện viên khác chia sẻ thì xin phép được hỏi anh vì sao lại rơi nước mắt với câu chuyện này? Thật ra thì có thể nói những cái chặng đường mà chúng tôi đã trải qua từ những lúc khai bài, các bé đã hết sức nỗ lực và làm trong một cái không gian mà khi sự kết hợp đa chiều giữa múa, giữa âm thanh, ánh sáng nó tạo nên một cảm xúc rất là dâng tràn. Và như Nguyên Khang cũng như quý vị cũng biết, cái nghề biểu diễn nó nghiệt ngã. Trên sân khấu nó là một cái gì đó mà khi đời người đã trải qua thì mới hiểu rằng là cái nghiệp cầm ca nó rất là nặng. Ai đã vướng rồi thì khó mà có thể bỏ đi. Cho nên nó nhiều cảm xúc nó cộng lại trong cái bài hát này. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin mời huấn luyện viên Duy Trì. Tôi thấy đây là một cái tiết mục mà rất là tâm huyết của huấn luyện viên của con. Và con nên cảm ơn hai vị huấn luyện viên của con vì cái điều này. Còn về cái giọng hát của hai con thì hôm nay hai con hát khá ổn, tròn trịa. Nhờ cái sự mộc mạc thì cái tiết mục con nó mới trở thành hoàn hảo hơn. Cảm ơn con. Và xin phép được mời vị huấn luyện viên mạnh mẽ nhất. Nhưng mà có vẻ như trái tim rất là yếu đuối khi thỉnh thoảng cũng rơi lệ. Dạ, anh Nguyễn chia sẻ anh. Khi mà hai con hát, phía sau là cái màn ảnh múa bóng. Lúc đó chú tập trung, chú nghe và nhìn các con hát nhiều. Cái hình ảnh phía sau nó là background cho con thôi. Rồi khi người cha xuất hiện trên sân khấu múa cùng với hai con, quá đẹp. Nhưng mà đến khi hai nghệ sĩ múa của chúng ta tiến lên phía trước mà hai người đó múa đẹp quá con ơi. Phải chi mà họ ra họ chỉ diễn minh họa thôi đó, nó khác. Đằng này họ diễn cả một bài múa đương đại rất tuyệt vời. Thành ra vô tình chứ không phải là cố ý mà cái sự cuốn hút nó lại tập trung vào hai người nghệ sĩ múa đó. Nhưng mà dù sao phải nói rằng đây là một tiết mục được đầu tư và các con đã hát tốt cái bài hát của mình cũng như là đẩy được cảm xúc đến cho tất cả mọi người xem. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Đầu tiên cô xin chân thành cảm ơn chú Đại Nghĩa, cô Cẩm Ly, cô Thu Trang và chú Dương Triệu Vũ đã cho tụi con những cái ý kiến nhận xét rất là chính xác. Giọng hát là một chuyện, bản lĩnh sân khấu lại là một chuyện khác và tụi con cần phải rèn luyện cái điều đó. Sau bao nhiêu cái tranh luận ở trong chính cái tim của mình giữa các cô chú với nhau để mà đưa cho tụi con một cái ca khúc và biến tất cả những cái ý tưởng đó trở thành hiện thực để có những cây đàn đẹp ở đây, để có chú Huy và chị Tâm ra diễn cho tụi con. Đó là một cái nỗ lực rất lớn của cả team của mình, của cả tập thể của đội của mình.
Đó là cái cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô xin chân thành cảm ơn tụi con đã cố gắng nỗ lực hết mình. Chị bán é quá à. Em bán được không? Dạ em cũng không bán được. Vậy là chiều nay về mình phải bị ăn đòn hả chị? Nhưng mà em cũng không muốn bị ngủ đâu. Thôi ráng đi em, chắc mẹ cũng thông cảm cho mình á. Đi bán tiếp thôi em. Dạ. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn cho tôi một ít tiền đi. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Ai à, trời đất ơi, nãy giờ mệt muốn chết luôn. Nè, hai đứa béo. Dạ. Sáng giờ có bán được gì không? Dạ. Hả? Con không bán được. Cái gì? Hồi sáng giờ giờ tới chiều luôn, từ chiều tối luôn mà không bán được luôn hả? Dạ. Còn mày sao, có bán được không? Dạ sáng giờ con bán không được. Mày cũng bán không được luôn hả? Trời đất ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi chơi con. Mẹ ơi, đừng đi chơi con. Mẹ ơi, đừng đi chơi con. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, lên trời. Ơ, đừng quá. Sao tụi bay bán mà tại sao tụi bay không bán? Mẹ ơi, đừng có đánh em mà mẹ. Mẹ ơi, đừng có mẹ ơi, đừng cho em uống thuốc mà. Mày uống thuốc cho tao. Mẹ ơi, mẹ ơi, con uống thuốc đâu. Mẹ ơi, đừng cho em uống thuốc mà. Hồi sáng giờ tao nói mày sao? Hả? Tại sao mày... Ơ, à, đau quá à, đau quá mẹ ơi, đau quá à. Mày ca cái gì mà không bán được? Mày nói tao nghe coi, sáng giờ mày làm cái gì? Con ca bài Phận Mồ Côi. Mày ca Phận Mồ Côi, mày ca Phận Mồ Côi không xong thì mày phải ca dòng cổ cho đời người ta nghe. Người ta mới mua được chứ.
Ra đi mày. Mẹ cha ơi sao nỡ bỏ con với dòng đời lưu lạc. Mặc dù ta gọi mẹ cha ơi. Trời ơi, hay quá trời. Hả? Trời, con hát hay quá vậy con. Trời ơi, con hát hay dữ vậy. Con bán vé số đó hả? Trời ơi, bán vé số mà hát hay quá trời vậy. À, để chú mua ủng hộ cho con nha. Dạ. À, đây hồi chú mua hết luôn nè. Ủa mà con. Đó. Cảm ơn chú. Ủa, rồi con ở đây ba mẹ con đâu? Trời đất ơi, sao vậy con? Hả, ba mẹ con bỏ ở đây mình. Trời, sao tay chân con chạy hết trơn trội vậy? Ai đánh con vậy? Bây giờ ai đánh con? Nói cho cô chú biết đi, ai đánh con? Con nói đi. Thôi giờ gì nè, con ăn cái gì chưa? Chưa hả? Thôi vậy thôi đi về đi. Cô nấu cái gì cho con ăn nha. Đi. Cô chú ơi, cô chú ơi, cho con tiền với cô chú ơi. Chị đây chị, em cho chị hết tiền. Dạ. Thôi đi nha con. Đứng lại cô chú ơi. Sao vậy chị? Cô chú nghĩ sao vậy? Cô chú nghĩ sao cô chú dắt con tôi đi vậy hả? Ê, vậy là sao vậy? À, chị là lừa đảo lừa gạt con. Lừa đảo lừa gạt cái gì? Chứ lừa đảo lừa gạt hồi nào? Chị chăn dắt em bé đúng không? Chị bắt mấy nhỏ rồi chị hành hạ tôi đó đúng không? À, trời đất ơi, nó là con tôi mà, tôi có quyền hành hạ, tôi có quyền lãnh đạm đó chứ. Trời ơi, chị nói gì kỳ vậy? Mắc cười quá, mấy người là ai? Mấy người định dắt con tôi đi hả? Mấy người định bắt cóc tôi con tôi hả? Bắt cái gì? Mấy người muốn tôi thừa không? Thừa cái gì? Mọi người ơi, có người bắt cóc con nít nè. Nè, lên xe lại nha. Thôi. Chị coi chừng tôi đó. Coi chừng cái gì? Đi. Sao vậy? Mày hả nha mày? Nha, cái mặt của mày á, mày định đi theo người ta hả? Nhưng... Mày dám theo người ta hả? Nhưng... Mày ngon mày theo người ta đi. Nhưng... Nè, còn một đống vé số này nha. Mày mà bán không hết tao, tao khỏi cho mày ăn cơm luôn nha mày. Nha mày. Ơ, đâu có mày ơi. Nè, mày bán cho tao đi. Mẹ cha ơi, sao mà con giữa chốn chờ đợi. Phần mồ côi con mơ giờ giữa dòng đời nổ. Hay lắm ha. Con đừng có sợ. Chị ngon rồi, ngồi đó ăn chị ngon rồi. Cái gì vậy? Con. Bây giờ con nói cho cô biết đi. Chuyện gì có phải bà ta là người đã đánh tụi con đúng không? Con đừng có sợ. Ai đánh con vậy? Ai đánh con? Chị chú. Con chỉ đi. Mày hả mày? Tại sao mày đánh nó? Không phải cô mà mẹ. Nói chị mày nghe. Tại sao mày đánh nó? Là chị đó. Ha ha. Chị hay lắm. Chị chăn dắt không những một đứa, hai đứa, mà tới ba bé lận đúng không? Ai nói ba bé? Chứ bao nhiêu? Mấy bé ngồi dưới kia nữa kìa. À, trời ơi, bà chăn dắt rất là nhiều bé nè ha. Bây giờ nè, tan chứng, vật chứng có đầy đủ nè. Mời ba về phường làm việc. Gì kì vậy? Ôi vậy tôi mất cái quyền làm mẹ rồi hả?
lên phụ. Nhanh lên đi. Quyền là mẹ. Đây nè, ma chuẩn bị sẵn hết rồi. Gạo lứt muối mè với mấy đòn bánh tét, đem theo đi đường có đói ăn nè con. Có mấy chai dầu gió ở trong nữa nghe. Má ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe má. Được rồi. Má nhớ chăm sóc thằng Vĩnh giúp con nha má. Má biết rồi. Con đi nghe má. Đi lẹ cho kịp. Cha. Cha dối con. Cha ru con ngủ rồi cha bỏ con đi sao cha? Con à, cha. Vĩnh à, cha con bận công chuyện, cha con đi rồi cái cha con về liền. Ha, ở nhà với nội ngoan nghe. Con lớn rồi mà nội. Con biết và hiểu hết mà. Cha con đi đánh giặc phải không nội? Vĩnh à, nghe cha nói nè. Nếu con nói con đã lớn, con biết và con hiểu hết thì con phải để cho cha đi chứ. Rồi cha sẽ trở lại. Nè, ngoan. Những gì cha dặn con, cha dạy con như thế nào, nói lại cho cha nghe. Dạ. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường già yên lòng cha đi rồi. Dạ con chào bác. Anh Quốc, mình đi theo anh. Để đi. Còn kịp con nước rồi nào. Đi lẹ đi con. Con đi nha má. Khoan khoan. Nè, đem theo cái này đi con. Cái khăn rằng kỷ niệm của ba con. Nhớ lúc nào cũng có ba có má bên cạnh nghe chưa. Dạ con đi. Cha đi nha con. Nhớ nghe lời bà nội nghe con. Dạ. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu suốt đời. Vì con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già con. Không sao đâu, rồi cha con sẽ về với con, về với nội ha. Không sao đâu, yên tâm đi nghe. Nằm xuống đi, nội ru con ngủ nha. Con ơi con ngủ cho ngon, cha con
Cậu về rồi. Dạ con chào bác. Thằng Quốc đâu? Dạ. Chú, cha con sao rồi chú? Dạ con xin lỗi bác. Nội ơi, chiếc khăn rằn của cha con. Dạ thưa bác, anh Quốc đã. Tôi biết rồi, tôi hiểu. Chiến tranh mà, chiến tranh thì phải có mất mát hy sinh, phải ông cậu? Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu báo tin nha. Cảm ơn cậu. Dạ thưa bác, con đi. Chú đi nha con. Nội ơi, cha con sao nhỏi? Má ơi, con xin lỗi má. Vĩnh ơi, đừng buồn cha nha, vì cha đã hứa là sẽ quay trở lại với con. Khi con đi xa rồi, má nhớ ru thằng Vĩnh bằng bài hát ru của con nghe má. Âu con ơi, con ngủ cho ngoan. Cha con bận việc nước non chưa nay ngồi đây lòng nhớ thương.
con ơi. Cha ơi, cha hãy yên lòng, con sẽ luôn nhớ những lời của cha dạy. Kính thưa bà con cô bác, tối đến nay tại bến phà xã Phước Khánh, đoàn tạp kỹ vui nhộn của ông Năm Tài Tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Vũ Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơi. Rồi ơi mấy đứa. Rồi rồi nè nè, đội mão vô nè con. Rồi rồi bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này hen. Ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông Hoài Linh ông đóng kịch sao có bộ đồ này ông cho bận vừa y chờ. Đó được. Ủa tôi có Thanh sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá cha ơi. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á cha con mình ăn sang bữa, bây giờ mệt ngồi nghỉ cha thấy con. Rồi chuẩn bị nè. Đó chuẩn bị chưa? Rồi lên lên lên, vô chuẩn bị nghe. Mở màn. Dòng sông lăng đang tràn sang cõi bờ, vẫn làm trai ta đâu thể ngồi yên. Tạm biệt phụ nhân, ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cơn gió tung bụi mù mịt mờ, dặm sâm lăng tấm đông lan tràn cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Xe xua kim ngàn đời không phôi phai, nhớ mãi quê hương ai chờ mong. Buông trống mã sông lớn, xin lỗi bà con nghe, không sao đâu con, đi, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nghe. Dạ xin cảm bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nghe, bữa khác quay lại con nghe. Rồi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi. Hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về, hôm nay mình ăn sộp bữa ha. Đi đi con. Lúc nãy á con đưa cho cha nữa,
mì á mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ vậy tao lột được. Nè. Ăn ăn chia qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Đâu, chút cha ăn sao tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ, trời ơi. Rồi dép con nè. Này em thèm lâu lắm rồi nè. Ăn đi con, ra ăn với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó, phần của em đâu? Nè. Cái giò này. Cái này á hả? Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai cái chính á mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà nó xin? Em cho ích kỷ á. Hả? Sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đến gặp cha và xin con về ở với mẹ, mà cha nhất quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải. Mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi, vì cha sợ nếu tôi đi rồi, ai sẽ hát cái vai ghép chính này đây? Mà nếu không có ai hát á, thì cha sẽ không có tiền. Phải không cha? Mày! Dạ! Yeah. Đó. Mày là con nuôi của tao. Mấy đứa này đứa con ruột này. Nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Hả? Còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á, thì đâu phải dành ăn với tôi. Dạ. Mẹ con đã tới gặp con rồi, và đã cho con coi giấy khai sinh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia phà kìa. Tôi chạy con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi, con được theo nó coi sao nha cha. Thành ơi! Thành! Con xa cha, xa anh chị,
con cho cha, cho anh chị thêm buồn vì đêm ngày thương nhớ. Nhưng con không thể vô tình khi thấy cha đang ngày càng tiều tụy xác thân. Thank you.
đừng bỏ cha nghe con ơi, đừng bỏ mấy anh chị. Sức khỏe.
chờ con chờ hoài nơi chốn xa xăm, chờ con mòn mỏi, chờ con mòn mỏi sớm khuya lâu rồi, sớm khuya lâu rồi mẹ chờ con.
cháy cùng tranh nhau kịp để ngồi mầm. Anh ngồi bên cha, em ngồi bên mẹ, vậy anh hai sẽ ngồi bên cha nhiên, còn em sẽ ngồi bên mẹ. Bới chén cơm cho đầy để ta già đua cho lẹ, nghe hạnh phúc reo mừng như tiếng chim ca. Bữa cơm nào cũng vậy, khi tổ cá kho ráo trời, mẹ lại ngó cha, cha nói tém tôm chia phần để nuôi cò. Mà nghĩ thương cha, thương cả cánh đồng hoa. Mùa hạ hoa mau, mùa thu tàn hôm nào, mùa đông sẽ lạnh tới đâu. Bởi chén cơm không cho đầy để con già đua cho lẹ, còn cha cũng chỉ khăn rằng cha mãi biết đồng số. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa xôi từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điều ca dao, chạy bên biên sao cũng ngọt ngào rau đắng. Thank you.
kỳ vậy cả. Chắc nó dướng vô đầu á. Tú ơi, con ngồi yên đó nha, để cha xuống cha coi coi dướng vô cái gì nè. Cha gỡ ra rồi, cha con mình đi bắt cá nha con. Mưa đâu mà giữ thần vậy trời, chết con tôi rồi. Tú, chụp cho đỡ lạnh đi con. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, dáng
năm xưa. Con nguyện ghi dấu trong tim, cha ơi cha già dấu hiệu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi dấu trong tim, cha ơi cha già. Trời nắng rồi, hôm nay hai cha con mình cố gắng bắt được thiệt là nhiều cá để có một bữa cơm ngon nha cha. Rồi, giờ cha dắt Tú đi nha. Đi. Đi con. Thank you.
ngồi giúp con, đông đưa vọng buồn, đông đưa vọng buồn. Mẹ ngồi giúp con, mây qua đầu gành lại trời mưa tuôn. Lấy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm, hạt mầm phun lên. Mẹ ngồi giúp con, nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi giúp con, đông đưa vọng buồn nồng qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương, nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn. Giọt lệ ăn năn đưa con về chân tuổi nhục chúng ban. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bóng bên phận người. Mẹ ngồi dù con tiếng hát lên đây. Mẹ ngồi dù con dù mày vào bồ. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. Mẹ nhìn con đi phút giây bằng trọn nở lưu vong. Mẹ ngồi chấm nắng như tâm tương buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ bé rơi ẩn tù chiến tranh ngục tù. Thank you.
cái có cái vác cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi con. Không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi. Tranh nghèo có thương con dại lặn lội phương xa, vách núi gió ùa về đêm có gió ngồi nghe mưa đông lạnh thương ai mong ai. Phần đời nào chết nhiều lắm lũ gió sương, nơi quê xưa nghèo lắm đêm năm canh mòn mỏi, ngày tháng ngóng giữ người từng đêm vẫn nhớ thương, chỉ mãi mang lời nhắn theo mây xa về nhà. Cháy rát ngày hè xa xa ngôi trường, đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về, rung rinh đám hoa dại có cây bên đường rộn ràng tiếng bé gái dáng hiền hòa sơn ca mơ màng, quê hương em là trong câu dân ca. Dịu dàng vầng trăng xưa thanh bình tròn câu hát bé thơ, xa bao nhiêu là nhớ đây
quê cho ta nhiều lắm, sông kia không ngừng chảy. Này bao nhiêu chân tình còn xanh mãi. Thương nhớ ngày xưa khi còn nằm nỗi nghe mẹ hát. Thương nhớ ngày xưa khi còn nằm nỗi nghe mẹ hát câu dân ca. Trăng thanh vời vời, hồn ai mơ màng, nghe xa xa từng lời mẹ ru con. Chúc mừng Trần Hữu Tuấn và Bùi Thị Thúy với tiết mục Quê Mẹ. Con giờ trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, rất no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Một bên con cô gian còn nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm mong con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù căm đến nhưng con thật lòng muốn nói. Xa xôi là mẹ yêu, khúc hát dù còn trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu hòa tan suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi xa đi cho con mồ côi, ôi mẹ bên con cứ gian con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm hôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù cảm nghĩ nhưng con thật lòng muốn nói. Cho con bay
cha ấm ấm như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con xa bimbo.